ấy, mình sẽ vào đây. Ở đây có rất nhiều con game, nhưng mà hôm nay mình sẽ vào đây chơi dốc địa đổi thưởng anh em ơi. Thì cách đánh dốc địa mình đã lâu rồi mình đã nói anh em rồi, đó là mình ăn non mỗi ngày. Và cách đánh mình sẽ đánh 3 trắng 3 đỏ anh em. Hôm nay mình chọn đánh 3 trắng như này. Nhưng mà cách đánh này các bạn phải giữ bình tĩnh kìa. Thì cách đánh nào các bạn mất bình tĩnh các bạn toang ngay à. Đã có chuyện ăn được nó đâu. Bởi mục đích game nó tạo làm gì anh em ơi, lợi nhuận đúng không? Vậy em nghĩ rằng lợi nhuận nó lấy từ đâu? Vãi đạn kìa, mình chọn 3 trắng 3 đỏ là ngon rồi nhỉ. Nó chỉ nếu thôi anh em. Cách đánh này nó gì sẽ phù hợp với những người đánh như nào, đó là giữ bình tĩnh. Thứ hai đó là phải ăn non mỗi ngày thôi. Thế nhưng mà cách đánh này mà em ăn to ấy, thì đéo được đâu anh em nha. Ăn to là chắc chắn đéo được đâu nha. Nếu anh em mà xác định ăn to ấy, mình đảm bảo luôn là không được anh em ơi, không được nha. Nhớ là không được anh em ơi. Không thể được với cách đánh này mà ăn to đâu. Vãi đạn kìa, thua 2 lần liên tục ấy, căng thế. Chịu thôi, biết làm sao rồi anh em ơi, game hên xui mà. Ăn thì mình ngon thôi, đéo ăn ở chịu thôi anh em. Game mà hên xui khi nào chả như vậy anh em. Đừng có bao giờ nói trước điều gì có nên hên xui anh em. Hên này anh em có thể ăn được nó, nhưng mà xui anh em mất hết là điều rất bình thường mà, đúng không? Đây rồi, may bắn đéo là nó trúng này. Nó trúng cái là thắng luôn đấy anh em, đúng không? Nó trúng một cái là thắng luôn mà. Đó là cách đánh này, 1 lần là các bạn nhân 4, nghĩa là 4 lần các bạn chỉ trúng 1 lần thôi, các bạn đã thắng tất cả trước đó bạn thua rồi. Cái lợi thế con game này nó như vậy đấy anh em ạ. Nó như vậy đấy. Nó lợi thế cách đánh này nó như vậy đấy anh em ơi. Nó như vậy đấy anh em. Cho nên là đánh gì đánh các bạn phải gọi là có cách đánh hợp lý là các bạn có thể thắng à. Nhưng mà hợp lý, nhưng mà khi bị soi thì các bạn đéo có cách đéo gì hợp lý đâu. Thành ra phải giữ bình tĩnh này anh em. Giữ bình tĩnh một cái này cũng rất quan trọng này anh em, đúng không? Bởi vì khi chơi mấy ai giữ bình tĩnh đâu anh em. Nhiều khi mình nói hay như vậy, nhưng mà khi vào chơi mình đôi khi đéo giữ bình tĩnh đều rất bình thường anh em ạ. Đây rồi, may bắn cuối mình mới đạt anh em. Sợ nó soi ấy nghe, thành ra mình phải cuối mới đạt chứ, đúng không? Như thế mới ăn được nó chứ anh em, chứ không làm sao mà ăn nó được. Đánh gì phải có thủ thuật và kinh nghiệm thôi anh em ơi. Nhưng mà chơi cách chơi này mình khuyên anh em rằng điều này nha, đó là anh em chỉ phù hợp với đó là anh em ăn non thôi nha. Mà anh em mà tham ăn to ấy là đéo được đâu anh em ơi, tham ăn to là không được đâu nha. Nhớ là tham ăn to là không được đâu anh em ơi. Bởi game này mục đích nó tạo làm gì anh em, lợi nhuận đúng không? Vậy em nghĩ rằng lợi nhuận nó lấy từ đâu? Đấy chính người chơi đấy anh em ạ. Thành ra ví dụ anh em to, anh em nghĩ rằng nó có soi anh em có chứ anh em. Anh em ăn to thì nó lấy, anh em lấy lời từ nó thì nó việc đéo thì nó đéo soi anh em, đúng không? Ngu gì nó đéo soi. Đấy, rất nhiều anh em cứ ngây thơ nghĩ rằng là nó không soi, đéo có chuyện nó đâu anh em, đéo có chuyện nó đâu. À kìa, cuối đặt mà đặt nó là đéo trúng thôi anh em, chịu luôn đấy. Chịu thôi anh em, biết làm sao giờ, game mà. Có thắng có thua đều rất bình thường thôi anh em ạ. Không có gì mà khó hiểu đâu. Ăn được thì mình gáy mình ngon thôi. Đéo ăn nó phải chấp nhận thôi anh em ạ. Game hên xui thì biết thế đéo trước được. À bà đó kìa, càng thế. Càng đấy anh em ạ, không phải đơn giản đâu. Càng đấy. Bạn này bạn 700 nha anh em ơi. Càng bãi đạn rồi này. Mình đánh theo kiểu một chiều lần thắng, mình đã thắng tất cả trước đó đấy anh em. Cách chia vốn này thì anh em tự tính ra nha, bởi vì mỗi người đều có cái vốn khác nhau thì anh em có thể tự tính ra thôi. Em trước khi đánh em phải tính ra trước rồi nha, chứ không phải là khi vào đánh mới tính ra đâu nha. Thánh điều đó là toang đấy nha anh em. Chơi gì mà chả có cái mẹo và thủ thuật của mỗi người đều có khác nhau nha. Bên một đi. Đương nhiên thủ thuật mẹo gì mà đéo hên này thì chịu thôi anh em, thật sự ấy. Thủ thuật mẹo mà đéo hên ấy thì cũng chịu thôi. Cái đéo biết cái cách gì mà thắng nó đâu, em công nhận được đó. Cái đồ thủ thuật hay thế nào, mẹo hay thế nào mà đéo hên ấy thì cũng chịu nha, thì cũng chịu nha. Thủ thuật hay thế nào, mẹo hay thế nào mà đéo hên thì cũng chịu thôi anh em ạ, cũng chịu thôi. Em không có cách đánh gì mà luôn thắng nó đâu anh em nha. Cho nên đánh gì cần yếu tố là hên thôi anh em ạ. Đéo hên này chịu rồi, vãi đạn kìa. Thua chuỗi luôn đấy anh em nha, căng nha. Đen này chịu thôi, biết làm sao rồi. Ăn thì gáy thôi. Đéo ăn thì chịu thôi. Nhiều khi đen đánh đen như vậy căng đấy anh em nha. Sợ đấy, bây giờ sợ thua đấy anh em. Nhưng nếu nó thắng một cái thì câu chuyện nó sẽ khác. Đây này, nó thắng một cái là câu chuyện nó sẽ khác liền. Vừa nói cái nó thắng luôn anh em ạ. Đấy, tháo cái là về bờ hay luôn mà anh em ơi. Đấy, đó là cách đánh này anh em. Lợi thế cách đánh này là em không được ăn to mà anh em chỉ ăn non mấy ngày thôi. Khi ăn mình ăn được mục tiêu mình sẽ giảm nhỏ lại, đánh nhỏ lại thì mình sẽ hạn chế cái rủi ro là mình thua một chuỗi như vậy đi, mình sẽ đánh một lần 300 thôi, đúng không? Đấy, đỡ đi đúng không? Bây giờ mình khả năng thua mình khá là thấp, bởi vì mình đánh giảm nhỏ lại thì lúc đấy là mình sẽ ăn được ngon hơn, đúng không? Nhưng mà điều một cái rất em cần biết đó là lỡ may em thua cái mình chấp nhận thôi, đúng không? Chơi mà, có ăn có thua thôi anh em, không có chuyện anh em lăn mãi được đâu, bởi game nó tạo lợi nhuận anh em ơi. Đây này, may mắn này nó thắng này anh em này, thôi thắng bây giờ chỉ cần thắng một ván là thôi mình nghĩ anh em ơi, đéo nên tham này nhá, bởi tham là mình sợ tí nó còn một cái nịt đấy anh em, sợ lắm anh em ơi. Mà thua một chuỗi điều rất bình thường anh em ơi, không có gì mà khó hiểu đâu nha. Game mà thua một chuỗi ấy điều quá là bình thường luôn, anh em đừng có bao giờ nghĩ rằng là nó không bao giờ thua một chuỗi, đã có chuyện mà không bao giờ thua một chuỗi đâu anh em. Có lần anh em xui ấy thì anh em thua một chuỗi điều rất bình thường mà. Anh em phải hên kìa, nói chứ đánh cái gì như vậy thôi, quan trọng nhất phải hên. Đéo hên là chịu rồi anh em, thật sự đéo hên là chịu rồi. Bây giờ chỉ một thắng thôi mình nghĩ anh em ơi, không cần nhiều nữa đâu. Trời ơi, đen chịu thôi anh em ạ, đen chịu thôi, đen chịu thôi anh em ơi. À, thôi cứ bình tĩnh thôi anh em ạ, chứ đéo biết cách gì ngoài cách bình tĩnh rồi đâu, bởi mất bình tĩnh cái lợi may mình là to quá thì tí là đéo có tiền khắp lên nữa, thì lúc đấy là mình chỉ có toang thôi anh em, đéo có chuyện ăn nó đâu. À, nó kìa thua 3 lần liên tục kìa, mà cái này thua 3 lần liên tục là bình thường anh em ơi, cái này thua 3 lần liên tục là điều quá là bình thường nha, không có gì mà bất bình thường đâu. Lúc này mình thua bao nhiêu rồi anh em ơi, thua 900 rồi, bây giờ mình thua 400 nữa là mình sẽ mất đó là bao nhiêu anh em ơi, 1,3 triệu rồi đấy nhỉ, 1,3 triệu đấy, đấy 1,3 triệu đấy nhỉ. Thì bán là mình sẽ đặt 500 thôi nha. Thật sự là với số 4,300 mình chưa tính trước anh em, mình số 4,500 mình đã tính trước rồi. Nhưng mà mình nghĩ là nó không thua một chuỗi như vậy đâu, đó là mình nghĩ thôi, còn thực tế là nó như thế nào thì mình chả thế đéo là biết được đấy anh em ạ. Mình biết thế đéo trước được, đúng không? Có thể nó thua một chuỗi điều rất bình thường mà, đúng không? Nó có nghĩa là trò 8 này anh em, bán phải đặt 700. Nếu thua là thua 2,5 triệu đấy anh em. Đấy, thua một chuỗi đấy anh em, căng đấy, không phải đơn giản đâu. Cho nên anh em đừng có bao giờ nghĩ là luôn thắng nha, luôn thắng là điều đéo bao giờ có đâu anh em nha. Cách đánh này chỉ phù hợp anh em ăn non, nhưng mà anh em phải chọn vào cái vị thế đẹp thì vào đánh thì nó sẽ hợp lý ấy. Mà khi em vào thế vị thế xấu thì câu chuyện nó sẽ khác anh em ơi. Lúc này mất 2,5 triệu thì bây giờ mình sẽ đặt ít nhất là 1 mê thôi nha. 1 mê, nếu được thì được 3 mê, thua thì thua 35, bán rau phải đặt 1 mê 2 đấy anh em, căng đấy, mà đơn giản rồi. Ui dài ơi, căng thế anh em ơi, đen nhở, đen quá đấy anh em ơi, quá đen. Ba mươi năm ván này thua là thua 48 đấy anh em ơi, 48 lần đấy, không phải nhỏ đâu anh em nha, không phải nhỏ đâu, căng thế anh em biết rằng lúc này mình nghĩ mẽ rồi anh em nha. Căng với hạn luôn đấy anh em nhỉ, thế là đơn giản đâu. Đây rồi, may bắn đéo là nó trúng anh em ạ, may bắn này nó trúng đấy, trúng thì mình về bờ thôi, đấy nghĩ thôi, việc đéo phải chơi nữa, đúng không? Đấy, may lúc này giờ mình đặt 300 mình đặt 500 câu chuyện nó sẽ khác rồi anh em nha. Thôi nghĩ thôi anh em nha, nghĩ nha, thắng là ngon rồi, nghĩ thôi, thôi video này tốt nha.